Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được phát trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và địa chỉ của shop nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì Tiến Dũng làm rất nhiều clip giới thiệu về mẫu loa Yamaha NS1000. Và trong một số comment bình luận của anh em là một số anh em cho là mẫu loa này không thể hát được karaoke. Và ngày hôm nay Tiến Dũng vừa set up xong một bộ karaoke hoàn chỉnh của thương hiệu Yamaha model NS1000, sẽ cùng giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị là mẫu loa Yamaha model NS1000 monitor. Đây là dòng loa kiểm âm đặc biệt cao cấp của thương hiệu Yamaha, có thể nói là đáng chơi nhất của thương hiệu này. Mẫu loa này được sản xuất vào những năm khoảng 1988 và với cấu hình là sử dụng một loa bass loại 30cm, một loa mic dome và một loa chép dome. Với mẫu loa này thì có công suất là 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy của loa là 89 dB. Cái loa này có cấu hình rất khủng, trọng lượng của nó lên đến 32kg trên một thùng. Và setup chung với bộ này là mẫu loa Super Woofer, tức là loa siêu trầm của thương hiệu Yamaha, chung combo với mẫu loa này. Đó là mẫu loa Super Woofer model SW1000 của thương hiệu Yamaha. Mẫu loa này là dòng Anti-Servo, tức là điều khiển tùy động của mẫu loa này. Loa này nó có thể điều chỉnh tùy động với cái loa mà nó được hỗ trợ, đó là công nghệ Anti-Servo đặc biệt của thương hiệu Yamaha đến từ xứ sở Anh Đào. Với mẫu loa này thì có cấu hình cũng như trọng lượng rất khủng. Cặp loa, chiếc loa này nặng tới 45 cho đến 50kg, đó, có cấu hình rất lớn. Và setup chung với bộ loa này thì Dũng sử dụng với một âm ly đờ nông model PMA 1500R 25 mã. Chiếc này với cấu hình là 4 sò MOSFET và công suất nguồn là 250W, kết hợp với một van Gutin KM6FX. Và tất nhiên không thể thiếu được đó là mẫu một giải mã chuyên nghiệp của thương hiệu FIO. Toàn bộ combo này có mức giá chỉ trên dưới 40 triệu đồng và nó phù hợp với các không gian tầm trên dưới 50m2, không gian gia đình. Anh em có thể sử dụng bộ này để nghe nhạc và hát karaoke. Và đặc biệt trong clip ngày hôm nay thì Tiến Dũng mời đến đây là chị gái của mình sẽ cùng góp vui với anh em mình một vài ca khúc. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với âm thanh của mẫu loa combo SW1000 và NS1000 của thương hiệu Yamaha đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Vâng, xin chào chị. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình rất là vui được tham gia clip của Tiến Dũng trong buổi tối ngày hôm nay. Mình xin được góp vui hai ca khúc. Đó là ca khúc Mùa Xuân đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Và ca khúc tiếp theo đó là ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu tới một anh ngất ngây. Subwoofer chung combo với mẫu loa này, đó là loa Yamaha S
SW1000 công nghệ servo ACTi điều khiển tùy động. Hai thiết bị này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Và đặc biệt với sự phối ghép rất hợp với ăn ý với mẫu âm ly Denon model PME1500R25 mã với cấu hình sử dụng 4 sò MOSFET và công suất nguồn là 250W, kết hợp với một vang số Gutin KM6FX. Đây là dòng vang số chỉnh tai đạt top 10 trên thị trường, tiếng rất rõ nét. Và đương nhiên không thể thiếu được đó là một giải mã chuyên nghiệp đến từ thương hiệu FIO. Mức giá của chọn bộ này chỉ ngoài 40 triệu đồng. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc, hát karaoke, giải trí gia đình, tiếng rất thoải mái trong các không gian tầm trên dưới 50m2. Quý vị hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Tín Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tín Dũng để thường xuyên nhận được những video mới nhất do Tín Dũng thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Xin chào, xin cảm ơn.